Bùi Tiến Dũng. Đây rồi. Chào em. Em có còn nhớ trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Iraq năm 2018 không? Em chào anh. Là cái trận nào anh nhỉ? À, trận đấu ở Thường Châu ấy. À, em nhớ rồi ạ, em nhớ rồi ạ. Đấy, thấy chưa, làm sao mà quên được đúng không? Trận đấu quá hay, quá kịch tính, quá cảm xúc đúng không em? Ơ, không không anh ơi. Thật ra ấy, cái trận đấy em chỉ nhớ cái lúc mà Bùi Tiến Dũng cởi áo ăn mừng ấy. Trời ơi, lộ ra 6 múi cứ phải gọi là mê, mê lắm ý. Tuyệt phẩm. Đàn bà mà.